Rồi, hello cả nhà, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Tí Ngảo Vlog nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi đến một nơi. Nơi đây là chuẩn bị mở một trang trại trồng rau thủy canh cả nhà ơi. Thì hôm nay mình đến đây quay review và chia sẻ cho cả nhà nha. Ở đây là xã Thạnh Lợi, huyện Đức Hòa nha cả nhà. Đây thì mình muốn đây thì cũng có nhà thấy nè, đây lộ này chạy xe Honda vô được này nha, tại vì mình muốn đi bộ quay chia sẻ lại cho cái nhà xem cho nó chi tiết hơn nè. Vô đây thì hai bên là hai hàng cây rất là mát mẻ luôn cả nhà ơi, rất là lý tưởng nha. Còn phía trên này thì có con kinh luôn, lạ quá. Đây thì chủ vườn đang chuẩn bị cúng nghe cả nhà. Đây mình dẫn cả nhà đi một vòng khu đất này luôn nha. Ở đây bà thấy có một cái mương này biết có cá không nè? Cái mương này nè biết có cá không à? Có thấy có cá ụt nè Tường ơi. Cái đìa thấy có cá quặng rồi. Có cá quặng nè. Đây có cây lá nhào nữa nè. Đây cái lá nhào này nha. Này mình có thể âm lương âm lịch được ngon quá cháy. Không có điều là giống có cá, thấy có cá nhỉ. Có cá vợn hả? Mà có cá chắc không có cá lớn nhiều đâu, thấy nước trong veo à. Ừ. Nó sâu đâu. Cạn à. Này quýt chứ không phải tắc hả ta? Tắt sao trái bự dữ vậy ta? Ôi. Cái này là vô là có thu hoạch luôn nè cả nhà ơi. Hôm nay này nữa là muốn bỏ hết hả? Ai biết đâu ổng hả? Này để hái luôn, cái nào mà cái chặt chặt mình hái bứng bỏ thôi. Nó bên đây. Rồi hái mới người hái mới về làm mứt tết luôn, mứt tắc có lá nhào luôn kìa, ai ăn lá nhào không? Mẹ có bọc không? Hả? Có ít bọc không ra hái ít không. Ít tắc mẹ ơi nè nè lộ cái lộ ra review chưa, cái này là gì chết tắc chết tắc chưa đó kệ lộ cái. Đây mát ghê luôn á, đây nhậu lý tưởng luôn á Tường, mà không nhậu đi đâu trời. Nè. Sao giống trái quýt đường quá ha. Nó ngọt. Ngọt quá. Đây đây. Chỗ nào mà ngọt? Lè. Lè. Đi tắt trên đó giờ chú lè. Đây nha, đây là quá trời nguyên một đám toàn là trồng tắc không nha. Thì cũng có nhiều người gọi tắc hoặc là trái hạnh gì đó. Nó hai ba. Cũng có người gọi là trái hạnh nữa. Ba phát hiện đây có cây cà na nữa nè, có cà na luôn mẹ ơi. Ôi hái cà na mẹ ơi. Có cà na nè. Nè cà na cả nhà ơi, vô rồi đây. Ăn cà na này phải giò giò đập bóp. Có cà na đó, có cà na nè đây cái này hả. Bấm sao hai cái đừng chỉnh rồi mình thôi. Dựng đứng cây lên. Rồi bấm sao hai cái. Bấm nhấp lẹ hai cái luôn ra. Rồi. Thì nó chua chua cát. Ở đây nó có mấy con mưa ha. Cái rau này biết mẹ biết cái kia bằng rau gì không?
này là kêu bằng cái năng á, mát ghê hay nè. Thì đây sẵn đây mình chia sẻ với cả nhà luôn, thì cái miếng đất này là ông chủ mê ông thuê dự tính là để trồng rau thủy canh đó cả nhà. Cái thứ nhất là trồng rau, thứ hai là chăn nuôi nha cả nhà. Mình thấy cái địa này là có thể mình nuôi ếch rồi, bá cháy luôn á. Ở phía trước đó là có một con lộ nha, lộ đá nha cả nhà. Rồi kế con lộ đó có con kinh luôn. Nói chung là vô trong đây là dạng như trong trong đất vườn á cả nhà, cho nên nó rất là vắng luôn. Thôi có cây chanh mà không thấy cây chanh nào ta. Nha. Nó ngọt. Ngọt sớt à? Bây giờ không có ăn chưa? Nó ngọt sớt à? Ngọt ngay ngắt luôn á. Không tưởng tượng luôn. Đây nha, chả nè. Hả? Đây là mứt đâu được nè, mứt tắc nữa. Ồ, đây nha. Đây nè. Đây nè. Ồ, đây nè, thấy không? Nè, ồ. Mày hái chơi thôi chứ giờ mình không có đem túi đem bọc gì hết. À quá. Đi tiếp con ngồi men nè, đi từ cái xe luôn. Đấy nha, đây nè. Đó. Quá trời. Nhưng mà nó cái trái của nó sao mà bị cái gì đây nè. Bù xích. Đây cameraman quay kỹ nó sần sẹo kiểu quá ha. Thấy rõ không? Nè. Cái trái mà nó sần sần kiểu ha. Nè. Nhưng mà chanh mà cái trái mà nó bị thẹo dít gì đó là nó bị rớt giá lắm á. Có cây cà na thái trái quá trời nha. Ờ có cây cà na trái đã quá. Cà na thái nè. Ờ nhưng mà trái này trái người luôn. Cà na này ăn cái kia mà nó bị giá. Đi 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 chắc đi. Chồng chắc cũng lớn tuổi già hết rồi. Ủa này mà thả mớ gà là bá cháy luôn ha. Ồ cái này thấy rõ không, thấy rõ không cái cam đây nha. Ủa trái này trời, ủa đã chứ. Ngon mà. Nó có mình ghi quý mình phải nói như vậy cho người ta sợ. À. Nó ngọt. Nó ngọt trời ơi. Còn rất là nhiều luôn cả nhà, còn đi sâu sâu đó luôn mà. Mệt. Đây, nè. Cái cây này, cái cây của nó thì không có cao nghe cả nhà. Đứng từ xa quay vô coi. Đó cái cây tầm ngang đầu mình nè. Đây thì có cả chú già nữa nè cả nhà ơi. Đó, này chú già nè. Đó. Có ít chú già nè. Chú này nó chưa già phải không nè? Chú này chưa ăn được phải không? Đó. Ngồi đâu? Ờ được cũng ba buồn chút chứ đâu, được ba buồn không, ba buồn chú này kêu bằng chú già phải không? Ừ. Ở nó có chỏ có bắp rồi kìa. Chú ăn được rồi. Ờ ba thấy còn non mà ăn được rồi, nó già vậy chứ ăn được rồi. Hả? Đúng luôn. Đúng luôn.
đúng dạ. Lá dao rồi đúng giật cái nó có hả? Ừ. Bà thấy còn không mà ăn được rồi nó chửi lắm. Cái cùi nó chưa rụng mà. Ồ còn bên đó nữa kìa. Đi qua qua mình coi có cái bắp chuối nào không? Để chú lên mình đó. Cái chuối đó cũng chuối già luôn phải không? Ừ. Đi qua bánh coi có bắp chuối nào. Xào 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 với cả nhà chơi. Ờ chú này chú sim mà. Đó. Xào xào với cả nhà chơi chứ ăn cái trái thắt nãy chua gần chết luôn. Chua giờ gắt cổ họng luôn. Chú này chú sim mẹ ơi. Sim. Bên đây sim. Sim à. Ở đây có cái trời nè. Đâu? Đâu? Đá vậy? Đi vô vô trời luôn. Không cái trời này của người ta. Đi đi ra coi đi. Bên đó là của người ta. Bắp chuối vậy còn bắp chuối thì đốt hết rồi. Ồ cái bên đây là vườn chanh nè mẹ ơi. Cái bên là vườn chanh nha cả nhà. Wow, cái bên là vườn chanh của anh ta nè. Chuối chuối đâu buồn được hai nãy ba nãy hòa không có nhiều nãy. Đây cũng có một buồn này, chuối là chuối gì lùng tịt đấy ta? Chuối sim gì lùng dữ hả? Sim lùng hả? Ừ. Ở chuối sim gì có khúc xíu gì đây có buồn rồi nè. Kiểu như ở đây dạng như là lớn tuổi á, mình về đây mình trồng trọt chăn nuôi kiếm mình dưỡng già rồi được ha. Về hưu rồi á, tuổi mà về hưu rồi mình cần sự yên tĩnh rồi cả nhà. Xế chiều. Ừ, cái tuổi xế chiều á. Về đây mình cất nhà, chăn nuôi, mình trồng trọt rồi. Nó rất là yên tĩnh luôn. Ở đây thì có con lộ gì nè cả nhà, xe du lịch vô không được nha. Chỉ có đi xe Honda thôi. Nó xe Honda mới chạy ngang đó cả nhà. Lộ này lộ đất mà. Trước mặt tiền thì con sông. Cái bia ra đang ngồi đây nhậu nè. À, phía xa xa bên kia mới có một hai căn nhà nha cả nhà. Còn trong đây như mình thấy là cách khoảng mấy trăm mét mới thấy được có căn nhà. À, như phía bên trên đây là có căn nhà bên đây. Bây giờ tại vì đam mê, vì đam mê nha cả nhà, hai chồng phải theo tới đây cho bằng được luôn. Hai chồng nói chung ai cũng mệt cho nên nè, sáng này buổi sáng này hai chồng mình đi quay ẩm thực á, xong rồi mới quẹo qua đây sẵn là quay chia sẻ lại cho cả nhà xem luôn, người nào người nấy mệt đuối người nha. Giờ mà xả mình nè đỏ mặt hết nha. Ờ con kinh này, con kinh này giống có cá nè cả nhà. Anh em nào có câu cá gì đó thì mình thấy là cao giống con cá. Có. Thì giờ hai chồng mình ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi hai chồng mình về luôn cả nha. Đi sáng giờ, chung mình đi sáng giờ bỏ hai đứa con ở nhà. Giờ cũng khoảng 3 giờ có hai mẹ ha. Hai chồng mình mới mua hai cặp nón đẹp cực kỳ luôn, hợp ghê. Bây giờ 10:30 thôi. 10:30 à? Ừ. Hai chồng mới mua cái nón nha. Nón này nó xịn nha cả nhà.
này, này kia mà cầu dán. Ừ, cầu dán đóng đinh nè, đóng đinh rõ ràng nghe chưa? Mình có đi đúng không? Đúng rồi, này kia mà cầu dán. Đúng sách luôn. Đi đi với bà này. Ơi. Cả nhà thì cái video của mình chia sẻ cho cả nhà đến đây thôi, thì mình cũng xin kết thúc video luôn cả nhà. Ở đây nãy cái bảng ấm dân quá là kêu gì ta quên rồi. Thạnh Quá. À, Thạnh Quá. Đây là kêu bằng Thạnh Quá nha cả nhà. À, Thạnh Quá. Đây thì mình đi theo chủ, ông thuê miếng đất này. Thuê miếng đất này có thể là để trồng trồng rau tỉ canh đó, với lại chăn nuôi. Thì hôm nay mình đến đây để mình quay mình chia sẻ lại cho cả nhà xem. Thì nếu có duyên thì mình sẽ đây tới mình sẽ cập nhật đăng thường xuyên lên cho cả nhà xem ở đây nha. Nó mặt thì xã mình đỏ hết trơn kìa. Nắng quá cả nhà. Thì ở đây chính xác đây là nhưng mà Thạnh Quá, xã Thạnh Quá. Rồi, video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Mát quá. Bây giờ hai chồng mình về luôn chứ. Giờ về luôn. Buồn 4 giờ rồi. Let's go. Chứ này ngồi đây hai người mà nướng đồ nhậu là thầy ra luôn. Như cái nước xong nè. Có con cầu khỉ nè nha, đây kia bằng cầu dán đóng đinh. Ghé vô nhà bạn nhậu về. Thôi. Con vợ về trước đi, chúng ta chở mày về. Thôi về, mệt quá. Nhậu gì nữa. Đi từ sáng tới giờ. Sớm uống hai lon. Hả? Sớm giờ uống hai lon rồi. Về. Đăng múc đâu có like phải không? Ồ, đăng không biết đăng lên vớp nữa. Nè, nè, bỏ vô luôn đi. Giờ ai chở ông ta chở tải ra ngoài trước đi. Tải cái gì tải đi. Lên trên cái dốc y hệt như lên núi vậy cả nhà. Cái này cái gì? Đá cây cana đúng không nè? Cái này hả? Ừ. Cái này cái bằng. Cái băng. Tôi kêu bằng bằng ổi cả nhà ơi, bằng ổi. Bằng nó ngọc như nơ xong.